Hả? Cái gì? Đua xe á? Được, về mẹ được, đi ra cho mẹ mà cả nhớ. Vâng. Ủa, chặn thôi, cả nhà ơi, chặn thôi. Anh ơi, cậu rủ bọn tớ đi đua xe. Không có xe, đua kiểu gì? Đúng rồi đấy, cậu chạy bộ à? Cậu ơi, tí anh tớ lên đón. Tớ bảo, anh tớ đua với các cậu. Anh cậu đến đây à? Để cho cả cậu lên anh cậu luôn. Ừ. Đúng thế. Các cậu cứ đợi đấy, tí anh tớ đến à, các cậu sẽ biết sức mạnh của anh tớ thế nào. Yeah. À, anh Tuấn, anh Tuấn, em đây, anh Tuấn ơi. Anh ơi, anh cậu đến rồi kìa. Cậu ra ngoài, anh cậu ra đua xe đi. Ok. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, các bạn rủ em đi đua xe, anh Tuấn à. Hả? Đua xe á? Sao lại đua xe? Lên xe đi để đi về. Anh Tuấn ơi, để cho bạn anh đi đua xe với bọn em. Đúng rồi đấy anh ạ. À. Sao lại đua xe? Các em không sợ ngã à? Thôi, anh lên xe để đi về. Vâng. Anh ơi, được chưa để đi về? What? Chưa cái mồm. Đúng rồi Minh ạ. À. Thôi hai chúng mình đi đua xe đi. Kệ anh. Đi. Phi ơi, đây là bánh tích. Cậu xem được chưa? Nó đã sẵn sàng. Ơ Minh ơi, đã sẵn sàng đâu? Cậu chơi bẩn nè. Nó đã sẵn sàng. À thế à Phi ơi, tớ quên. Phi ơi, cậu sẵn sàng chưa? Tớ đã sẵn sàng. 2-3 mít. Ủa? Gì đó? Ơ, sảy mít. Ơ, sảy mít. What? Mẹ ơi, Minh ơi, quay lại đi. Ui dồi ôi, mít là sẵn sàng đấy. Ừ. Thôi, nốt là lượt cuối nha. Thầy Phi ơi, cậu sẵn sàng chưa? Tớ đã sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. 2-1, 2-3, sẵn sàng. Come on.
đầu tiên à? Xe đạp đâu? Chắc là anh lại lấy xe đạp của mình đi đua mà. Oh no. Các bạn ơi, đau quá các bạn à. Thôi từ sau mình không dám đua xe nữa đâu các bạn.